Chào mọi người, hôm nay bạn học một em bê đan đơn đến từ hãng Mapet, nên là giới thiệu cho các anh em mà muốn đầu tư một em bê đan chất lượng với giá cả hợp lý, hoặc là những bạn nào mà đang cần đổi cho mình một cái bê đan tốt hơn. Đây này, em này là Mapet B600 nha mọi người. Em này nằm trong series 600, em này rất là phù hợp cho các anh em mà đi xô vừa tìm chất lượng và cái tốc độ đạp rất là tốt luôn đó. Cái độ nhảy rất là tốt, cái giá cả là vừa phải ha. Nhưng mà hiện tại thì nhà em Tuyền, nhà Việt đang có bán với giá là 1,8 triệu, thì một bộ của nó sẽ bao gồm đầy đủ cho mọi người, khóa tắm cho mọi người ha. Rồi đi từng chi tiết về em bê đan Mapet B600 này thì phải nói đến đầu tiên, đó chính là cái búa tắm, cái búa bê đan. Đầu tiên là cái búa bê đan em Tuyền muốn lấy ra để em Tuyền giới thiệu riêng về các hòn búa đến với mọi người cho nó dễ. Tại vì em này thì rất là đặc biệt ở chỗ là tuy là một bê đan có giá tầm vừa tiền, nó tới là dễ mua, nhưng mà cái chất lượng về cái đầu búa thì rất là tốt, bởi vì em này thì được thừa hưởng cái chất lượng đầu búa của series Falcon. Series Falcon đang là cái series cao cấp nhất về bê đan hạt que của Mapet đó. Thì cái đầu búa này với cái lớp nỉ cực kỳ pro, với cái độ bền cũng như về cái độ đàn hồi của cái lớp nỉ này đó. Đây là cái đầu búa của Falcon nha mọi người đó. Rồi tiếp đến đây là bộ phận thứ hai mà rất là anh Tuyền rất là tâm đắc, đó chính là cái bàn đạp. Cái bàn đạp dành cho mọi size chân, từ dài đến thấp đều được ha. Bởi vì họ bắt bếp họ design cho mình cái phần thêm cái đuôi phía sau này rất là dài luôn, nên size chân nước ngoài cỡ lơ cỡ dài hơn hoặc là nhỏ nhỏ hơn đều dùng được cái này ha. Độ trượt rất là tốt với những cái rãnh bán này ha. Thứ ba là cái phần xích, xích là xích đôi, và riêng hạt que của Mapet em Tuyền thấy tuyệt vời chỗ là cái bộ cái xích này nó có độ dẻo và cái độ đàn hồi rất là tốt, nên mọi người là không lo hư hại phần xích này nha. Rồi tiếp đến là cái bộ đế, em này thì được làm bằng thép đế đúc ha, với những cái hai cái tấm bám vào mặt thảm hoặc là bề mặt rất là tốt luôn đó. Rồi và đi đến cái về cái phần bàn đạp, em Tuyền giới thiệu đến mọi người cái độ cao cấp của cái MB600 này, đó chính là được mạ một lớp nhôm. Mọi người thấy cái lớp màu trắng này, nếu mà người nhìn kỹ hơn thì sẽ có một cái tấm nhôm được mạ lên phía trên này, rất là bền, rất là cao cấp ha. Thì em này hiện tại nhà Việt đánh giá bán giá 1,8 triệu, nhưng thêm Tuyền nhận định về cái em này thì mọi người có thể chơi được và chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đều được ha, nên em có thể mua để mang đi mình đánh xô rất là tốt, hoặc là gia đình hoặc là mấy bạn đang học mà muốn nâng cấp lên. Tại vì đa số những cái bộ trống mà có setup hạt que sẵn thì đa số cái bê đan thì thường hãng họ chỉ setup những cái series nó vừa thôi, series nó đơn giản thôi, thì mọi người muốn đổi qua một cái bê đan nó phù hợp hơn và nó tốt hơn thì nghĩ đến em này với giá 1,8 triệu, nhưng về chất lượng em này mang lại thì rất là tuyệt vời nhé. Rồi mọi người muốn mua order em này hoặc là biết thông tin chi tiết hơn về em này thì có thể xem video, truy cập trang web của hãng hoặc là gọi trực tiếp cho em Tuyền, inbox số điện thoại là 0901 380 014. Rồi, xin chào mọi người.